Đất ở Đắk Lắk thì một nơi của Tây Nguyên, cho nên là khi mà đi ra ngoài đường phố như thế thì em hay hát những ca khúc về Tây Nguyên của mình. Thì đặc biệt có rất nhiều những video clip được quý vị khán giả đăng tải và quay phim lại, và có một bài hát về Tây Nguyên đó là Chú Voi Con. Vô tình video clip này viral rất lớn trên YouTube và TikTok, đặc biệt cũng đã đạt hơn vài triệu view. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một nam ca sĩ với sự nhiệt huyết của mình, với niềm đam mê âm nhạc của mình, với một chất giọng núi rừng Tây Nguyên, sẽ dành đến cho quý vị một ca khúc mà em ấy đã được quý vị yêu mến. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với ca khúc Chú Voi Con, và dành một tràng tay chào đón với tiếng hát của nam ca